U19 Việt Nam nhận đặc cách lớn từ VFF tại giải châu Á. Tại giải U19 Đông Nam Á 2022, dù U19 Việt Nam không thể bước lên ngôi vương, tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam vẫn tạo ra được nhiều dấu ấn trong mắt giới mộ điệu. Chính bởi điều này, U19 Việt Nam tiếp tục được VFF tin tưởng và đầu tư cho vòng loại U20 châu Á diễn ra tại Indonesia vào tháng 9 tới đây. Dù còn rất trẻ, thế nhưng nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam đã trở thành những trụ cột quan trọng của các đội tại giải hạng nhất, thậm chí là V-League. Được biết, VFF và VPF đã thống nhất với nhau hoãn lại giải hạng nhất để cho các tuyển thủ có thể dễ dàng hội quân cùng U19 Việt Nam. Với đặc thù của V-League không thể hoãn, nên các lãnh đạo VFF sẽ có sự đàm phán câu lạc bộ chủ quản. Chúng tôi tôn trọng huấn luyện viên Đinh Thế Nam, những thành công ông ấy đem về từ giải U23 Đông Nam Á và U19 Đông Nam Á.